trên vùng cao người dân. Bước vào đây tôi sẽ kể cho bạn về mảnh đất mà tôi đang sống, những người nông dân trong thật chắc vẫn miệt mài bên những cánh đồng, những đứa trẻ rong chơi chăn đất, vài cụ già đang tập dưỡng sinh, tất cả tạo nên về một bức tranh quê hương Đắk Lắk rất thanh bình. Tôi yêu cái cảm giác thưởng thức ly cà phê vào buổi sáng, tôi thương hương vị mặn mà của rừng núi Đắk Ba Giang, thương tiếng cồng chiêng Tây Nguyên, thương rừng cây cối bạc ngàn, thương tất cả những người nghệ sĩ vẫn đang miệt mài bên phim đàn. Để tôi đưa bạn về cái rong bông, và đó là nơi tôi sinh ra, để ngắm núi rừng Tây Nguyên và ngắm thác cà rong Kama, seri bốc hiền hòa và chứa dân sinh hùng vĩ. Địa danh du lịch không thể nhắc đến là Buôn Đôn quá dịu kỳ, phố núi băng mê đang phát triển, EK đang phương lên, Đắk Lắk không thiếu những anh hùng và lịch sử đã lưu tên. Cảm giác dạo chơi cùng đám bạn ngắm phố núi từ trên cao, là một người có Đắk Lắk dù đi đâu tôi vẫn luôn tự hào. Đi đi về nơi vùng cao miền núi quê hương tôi, sau bao ngày ta lại trở về với những hàng cây, nơi hương cà phê làm ta cảm thấy rất yên bình. Mãi mãi chỉ vậy thôi, người dân Đắk Lắk trong lòng vẫn còn chưa là bạn bè gần xa. Người dân luôn lịch sự là cái nôi của nhiều anh hùng đã tạo nên lịch sự. Từ khi sinh ra tôi đã quen với màu cà phê và đất đỏ, quen với gia long quanh năm chảy xiết rời xa nơi này thực sự rất khó, quen với tiếng chiêng, tiếng cồng, tiếng hát đồng bào mừng lúa mới, quen với tiếng cười em nhỏ hồn nhiên chơi đồ tiếng vắt nữa mỗi khi mưa rơi. Tuyệt vời lắm Đắk Lắk ơi, tôi nghe núi rừng đang thở, đứng trước hồ Lắk cảm nhận khí trời bỏ qua nỗi buồn còn dang dở. Hạnh phúc là khi được nắm tay em lang thang giữa đêm lạnh, em đẹp lắm cô gái Tây Nguyên, ăn thật may mắn khi có em bên cạnh. Một ngày nữa lại vượt qua, thành phố lại lên đèn, ngẩn ngơ dạo bước trên con đường nhỏ rồi lại quay về với đêm đêm, cảm nhận vẻ đẹp của đất trời hòa với giai điệu tôi đang phiêu, và tôi có thể chắc chắn Đắk Lắk là mảnh đất duy nhất tôi đang yêu. Về nơi vùng cao miền núi quê hương tôi, sau bao ngày ta lại trở về với những hàng cây, nơi hương cà phê làm ta cảm thấy rất yên bình. Mãi mãi chỉ vậy thôi, người dân Đắk Lắk trong lòng tôi. Tây Nguyên nuôi tôi lớn vẽ màu lá khung cảnh, thời gian cùng thương nhớ vẫn luôn gắn bó trung thành. Dù những phút giây bình yên không như ta vẫn thường hay nghĩ, đi ngược xuôi ta còn tình duyên cứ tìm về chẳng muốn quay đi. Núi đồi cà rong bông phía nam ngàn trùng trải dài, đèn phố buôn mê cô đơn tay giang sải, tay muốn tung bay như cánh chim đón đưa hai mùa mưa nắng, cảm nhận khắc nghiệt đơn sơ khi chợt về giữa buổi trưa nắng. Về Đắk Lắk ai ơi, tìm về những mùa lúa chín, về Đắk Lắk ai ơi, nói những lời mình còn giấu kín. Về Đắk Lắk ai ơi, ta cùng ngắm hoa lan đơm bông, hít thở khí trời đầy nắng gió của mùa cà phê chất chứa thơm nồng. Về Đắk Lắk ai ơi, tìm về thời nhỏ dại, cười khẽ với cuộc đời bao bộn bề ta bỏ lại, thắm lòng sẽ đóng thôn quê như câu chuyện tình tôi đơn phương, cảm xúc đang xen trong lòng chắc ta đã mắc phải tơ vương. Đi đi về nơi vùng cao miền núi quê hương tôi, sau bao ngày ta lại trở về với những hàng cây, nơi hương cà phê làm ta cảm thấy rất yên bình. Mãi mãi chỉ vậy thôi, người dân Đắk Lắk trong lòng tôi. Quê hương Đắk Lắk miền đất tôi yêu, nơi tôi sống, nơi mà khoảnh khắc vào lúc ban chiều, khu sông tối, ánh đèn ngoài phố vừa thắp sáng lên. Và nó đã trải qua nghìn năm văn hiến và đến hôm nay phát triển hùng mạnh, và hãy lắng nghe những lời tôi kể mảnh đất thân thương tôi đang sống. Những núi rừng cùng các màu đá là những tài nguyên đang được ngắm trong con người nơi đây, chăm chỉ làm việc dù khó khăn, đất đỏ Ba Giang xanh tươi mà mở giúp họ quên đi những nhọc nhằn. Nhắc mới nhớ tới ngày sau tới đây, trái tim anh mê là tượng đài, nơi mà quân giặc khiếp sợ trước ta vì nó có quá nhiều chướng ngại, nơi mà dân ta quyết chiến khiến chúng phải vướng lại. Tất cả điều đó ông cha đã làm, chỉ mong chúng ta có được tương lai. Đất Tây Nguyên chảy màu cỏ xanh tươi, Sere Pop là một màu độc lắm, những em gái ở độ tuổi đôi mươi trong chiếc áo dài thôi để chục năm. Tuy Đắk Lắk đây là nơi ở vùng cao, ta đi đến đâu vừa lấy tới tự hào anh hùng bất khuất, tự nhiên những vì sao con người Đắk Lắk có ý tưởng táo bạo.